trên thế giới này rất nhiều điều không thể lý giải. Nhưng giống dĩ những điều khó lý giải nhất chính là những thứ thuộc về tâm linh, quyền bí và những gì trừ tượng mà người ta khó có thể nắm bắt được và không lý giải nổi, nhất là những chuyện kinh dị. Nhà văn Xuân Đức cũng nói, bạn có quyền tin hoặc không tin vào những điều mà tôi sắp kể. Việc đó không sao, bởi chính tôi, khi chấm hết trang viết cuối cùng cũng chợt thấy bần thần tôi tự hỏi liệu người đọc có thể tin vào những điều mình kể không tôi loay quay định sửa lại bản thảo chợt nhớ đến lời dặn của thầy đừng cố tìm cách làm cho người ta tin hãy xem xem mình nói có thật lòng không thưa bạn hãy coi như tôi đang làm cổ tích vậy còn gì gian khổ và nghiệt ngã bằng sự tự biết về mình người không tự biết mình như chuyện dân gian vẫn kể là người lúc nào cũng tỏ ra thông thạo tất cả mọi chuyện là người chỉ thích nói cho người khác nghe mà không bao giờ chịu lắng nghe người khác nói. Là người chỉ cấm cổ cấm đầu mà viết, chứ chẳng bao giờ chịu khó đọc những trang viết của người xung quanh. Tôi tin cả tôi, lẫn các bạn không có ai như vậy cả. Nếu bạn tò mò muốn biết, thì tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn bạn đến thăm chơi cái xóm linh linh ấy, nơi có một người đàn ông lấy bảy bà vợ mà cũng là bảy chị em ruột. Còn các thầy mo và những phép thư của họ thì sao? Xin tranh thủ kể trước sau đây một trường hợp, một trong rất nhiều của chuyện này. Đó. Vào năm 1962, có một người đàn ông chột mắt, tuổi cao, râu dê, cưỡi một con ngựa cùng với vợ, tự xưng là Tống Dương từ ngoài vùng đất Hàm Nghi vào, dọc theo các bản dân tộc Người vợ đi trước một ngày Dùng thuốc độc thư cho nhân dân bị ốm Các thầy mo trong bản Không có cách gì chữa được Vì đó là một loại độc đặc biệt Ngày hôm sau Tình tống dường ấy đi ngờ đến Dùng phép giải độc Dĩ nhiên người được chữa khỏi bệnh Phải trả tiền rất cao Hoặc trả bằng các dòng bạc Quỹ ban hành chính của các xã dân tộc Đã cấp báo về quyện Nhận thấy lão thầy mo kia có bằng chứng phạm pháp Quyện đã lệnh cho công nhân khai thác gỗ bãi hà kết hợp với dân quân dây bắt tên Tống Dương ấy. Chuyện đó ở quê tôi ai ai cũng biết. Có một thời gian, đặc biệt là trong chiến tranh, hiện tượng các thầy mo có phần giảm đi. Nhưng hiện nay, không hiểu gì lý do gì, cách chữa bệnh bằng phép thổi bỗng lan tràn. Thậm chí không phải chỉ ở các thầy mo trên rừng, mà còn lây ra dài ba thầy kiểu đó ở dưới xuôi. Rồi những sự kiện trả thù nhau bằng phép thư cũng trở nên rùng rợn hơn đã có địa phương xảy ra thành vụ án lớn. Tôi lực kể những điều ấy không phải để biện minh cho câu chuyện mình sắp kể, mà muốn nói rằng, dù sao, cái xóm linh linh kia vẫn đang còn đó và bản thân tôi vẫn đang ở đây, thì cái câu chuyện này không thể không buộc mồm kể ra được. Người ta học nói đã khó rồi, nhưng khi đã biết nói, thì học sự nín lặng còn khó khăn hơn. Vì thế, tôi xin các bạn bỏ chút thì giờ nghe tôi kể. Và bây giờ, audio Lê Duyên Dương Lê xin giới thiệu với quý thính giả. Tiểu thuyết Tượng Đồng Đen Một Chân Tác giả Xuân Đức Tập 1 Lúc ấy Chưa có cái hồ nước lớn như bây giờ Cả mặt hồ như hôm nay ta nhìn thấy Vào thời đó Là một làng đá vôi cao ngất như một tháp chùa khổng lồ Một hang động khoan thẳng vào chính giữa ruột núi Tường đá phẳng lì Nhũ dôi muôn hình muôn vẻ Long lanh như kho bạc Núi đá dôi này Có tên gọi là núi Linh Linh Cách sớm Linh Linh hiện nay Chừng ba chục cây số đường chim bay Tuy vậy Do cái thời đó, chim chóc cũng không dám bay một mình vì rừng cây điệp trùng. Những tán liêm cao ngất ngưỡng, những đồi lao lách ngút ngàn, cọp và beo rừng sống trà trộn với nhau, dựng hú suốt đêm dài và những tiếng mang tác hoảng loạn. Nhưng nếu chỉ là sự quan lạnh nguyên sơ ấy thôi cũng chưa thật đáng sợ. Người ta quả quyết rằng, cái làng đá cao chọc trời như tòa tháp ấy là chốn linh thiên khủng khiếp. Bất kỳ ai có việc đi qua chốn ấy cũng phải cúi đầu, còng lưng xuống như người mang gông. Nếu ai đó vô ý ngẩng lên lý rộm nhìn lèn, lập tức học máu tươi ra mà chết. Cả một vùng quan lạnh âm u này có chung cái tên dùng, dùng thủy, thủy thủy. Vào cái thời ấy, chủ nhân dùng này là những người dân mặc áo bằng vỏ cây, đào củ mài bằng những thanh đá mài nhọn. Những người dân miền xuôi lên rừng đốt than lấy củi. Lần đầu tiên, phát hiện ra nhóm cư dân này đã hét toán lên. Người, người rừng, rừng, nguyên thủy, thủy. Họ còn theo dệt lên vô dạng những quyền thoại quái dị về loại người này. Nào là lông lá kính cả mặt mày, móng tay, móng chân, dài như lưỡi dao nhọn, dân dân. Không ai có thể ngờ tới điều này. Cái nhóm người ăn lông ở lỗ ấy đã một thời là chủ nhân suốt một vùng đồng bằng gian biển đã từng mặc quần áo bằng vải, đã biết gieo trồng lúa nước, đã từng có trong tay hang túi vàng và đồng đen. Cái thời quy hoàng ấy như bóng mặt trời đã tắt. Hàng trăm năm nay, họ lại trở về với bóng đêm nguyên thủy. Họ trút bỏ hết áo quần, giải dốc, nhất là những cuốc rửa, dao kéo, truyền đời cho con cháu mối hận giống nòi và những núi tiếc âm thầm cứ chôn chặt vào tâm khảm. Chuyện là thế này. <laughs> trong khi cuộc sống của những xóm làng dân bản địa đang âm thầm như vậy, thì vào một năm nọ, tự nhiên có những toán người lang thang đi dọc theo mép biển từ hướng Bắc tiến vào. Có những tớp đi thẳng và miệt trong, có những tớp dừng lại. Những toán người ấy như những bầy chim trú rét bu bám vào các khe nước đắp kính với các chân đồi. Thế là, làng mạc mọc lên. Thoạt đầu cuộc sống hãy còn vui vẻ lắm, người ít, đất rộng, làm gì đến nỗi phải chan chúc nhau. Hai bên đã học được tiếng của nhau, đã cùng đến vui chung những buổi lễ làng, đã bày kinh nghiệm cho nhau, cách trĩa bắp và đập đất giải lúa. Dân bản địa có một nhà thờ tổ tiên bằng gỗ liêm, lợp tranh. Trên bàn thờ, ngay chính gian giữa đặt một pho tượng đồng đen to bằng cột nhà lớn. Tượng đúc hình một người đàn bà, hai chân đứng mở ra, hai tay chống nạnh và làng giải thích rằng đó là tượng mẹ đất người đã sinh ra giống loài này cái dáng đứng kia là mẹ đang truyền cho con cách làm nhà để ở hai khuỷu tay quành ra là hai thanh kèo còn hai chân là hai cột trụ nhưng người dân di cư không quan tâm lắm đến cái thế đứng chạng chân kia họ chỉ chăm hăm vào cái màu đen bóng nhầy của pho tượng và nuốt những cục nước bọt ẩn ực thế rồi vào một đêm nọ. Bỗng dưng pho tượng đồng đen trên bàn thờ tổ của người rạc không còn đứng chạng chân chống nạnh nữa mà lại nằm lăn kền ra. Sáng ra người ta phát hiện thấy tượng mẹ đất chỉ còn có một chân sự hoảng hốt bao trùm lên khắp làng bản rồi những người già có bộ óc minh mẫn nhất đã đoán ra chắc chắn những người lạ đã mò vào nhà thờ tổ bẻ một chân tượng nhưng tại sao lại bẻ một chân mà không khuân đi cả pho tượng có thể vì pho tượng lớn và nặng quá mà cũng có thể những kẻ lạ chưa tin hẳn đây là tượng đồng đen họ bẻ một cái chân để mang đi thử thế là một cuộc truy quét được thực hiện hàng chục thầy mo cỡ cao thủ của dân rạc được tung ra. Những người dân di cư đột nhiên thay nhau, lăn đùng ra ốm. Thoạt đầu là sốt dáng đầu, rụng tóc, sau đó là mê sản, phát điên, nói luyên thuyên. Các phép thư của các thầy mo không nhằm giết người, mà chủ yếu là để cho bọn lạ phải điên loạn lên để nói ra kẻ đã bẻ chân tượng. Các trưởng họ của dân di cư cũng nhận ra mối nguy hiểm đang đe dọa mình. Thế là, những cuộc gia chạm bắt đầu xảy ra. Lúc đầu còn dụng lén, ám muội càng về sau càng gai gắt công khai. Dân di cư có giáo mát, tên đồng, dân bản địa có thuốc độc của các phép thư. Người chết khá nhiều, mà cái chân của mẹ đất vẫn biệt tâm mất tích. Năm này qua năm khác, cả hai bên đều tự thấy rằng nếu cứ tiếp tục kéo dài cuộc hiểm kích này thì chẳng bao lâu nữa cả hai đều bị triệt hết giống nòi. Vì thế họ quyết định giảng hòa. Một cuộc rượu được tổ chức linh đình. Chào ôi là những cuộc rượu. Loài người đã từng tin vào nó như tin vào một điềm lành. Các già làng và trưởng họ của hai bên đã đến uống rượu. Trong cuộc rượu, người bản địa vì thật bụng nên ăn no uống say. Còn người di cư thì phần sợ bị thư thuốc độc phần nữa đã có chủ đích sẵn nên chỉ nhắm nháp lấy lệ. Thế rồi sau đó, tất cả những già dạ làng dân bản địa trong cơn say túy lúy đều được bỏ vào những chiếc rọ đang sẵn. Dưới đáy rọ lại buộc thêm một hòn đá to và lăn xuống các bào nước. Sau khi tiêu diệt được nhóm già dạ làng, không đợi tan tiệc, những người dân di cư thắng trận đã ầm ầm giáo mát kẻ xông thẳng vào nhà thờ tổ của dân bản địa kẻ tràn tới các làng bản của người rạc lửa bốc cháy rừng rực pho tượng đồng đen bị cướp những ngôi nhà mang dáng đứng của mẹ đất bị cháy trụi người bản địa bỏ chạy nháo nhác bỏ đồng bằng lên vùng lao lách bỏ vùng lao lách chạy lên giữa ruột rừng ngàn rồi bỏ cả rừng ngàn mà chui tích lên tận cùng các lèn đá trên đỉnh trường sơn chuyện đó cách đây chừng trên 200 năm hoặc xa hơn nữa. Còn bây giờ đang kể về làng đá vô linh linh. Cách đây 100 năm, khi người rạc đã thành loại người mặc quần giỏ cây và đào củ mài bằng những thỏi đá. Khi đó, bỗng có một người miền xuôi lọt lên vùng thủy thủy này và câu chuyện pho tượng đồng đen được khơi dậy trong nỗi nhớ tiếc vô vọng của con cháu người ra. Người miền xuôi có mặt ở cái vùng sân động thủy thủy cách đây 100 năm ấy là một người con gái chừng 16 tuổi. Những thợ săn mặc quần bằng vỏ cây trong một cuộc săn đuổi con quảng từ trên núi cao xuống tận lèn đá dôi thì con quảng biến mất. Thay vào đó là một người con gái bị trói chặt vào một tảng đá ngồi chính giữa cửa hang. Cô gái bận một bộ quần áo trắng tinh và khuôn mặt cũng trắng giả như một xác chết. Đám thờ săn tin rằng mẹ đất đã bắt con quản phải quá kiếp không cho phép người rạc lỡ đà chạy về xuôi. Họ cởi trói cho cô gái. Không ai hay biết tiếng miền xuôi. Họ dẫn cô gái như dẫn con mồi ngược đường núi về sơn động. Nơi đó, tộc trưởng Pung, người già Nhất Bản, đã sống 124 mùa rẫy, biết rất rõ cái thứ tiếng uống lượng của kẻ xuôi. Ông cũng là một thầy mo cao thủ nhất dụng này, đủ sức bắt mọi kẻ là mặt phải nói ra điều bí mật trong bụng. Tộc trưởng Pung có cái đầu trọc lóc không hề sót lại một sợi tóc nào để có thể gợi cho người ta liên tưởng rằng xa xưa kia nơi đó vốn là chỗ sản sinh của tóc. Khu mặt ông nhăn nhó, dằn dúm đến mức không phân biệt nổi đâu là hố mắt, hốc mũi, gò má. Một thân hình khô đét ngồi bất động trên mặt đá phẳng lì đặt phía trong cùng của hang động cô gái miền xuôi sau một cơn chết giấc dần dần tỉnh lại và tưởng nhầm những kẻ bắt cô đã khuân luôn được pho tượng đồng đen về đặt ở chỗ kia cô hét lên lao tới nhưng khuôn mặt nhăn nheo và đang xì kia bất giác cử động hai trọng mắt lồi ra có một luồng khí ngột ngạt phả tới khiến cho cô say sẩm mặt mày và ngồi bệt xuống đất từ giữa cái đám nhăn nheo kia một lỗ rộng đột ngột mở ra đang ngòm như hang động và tiếng nói phát ra từ hốc đen ấy nghe lờ lớ và quái đản tên mi im lặng tay cô gái ù ù cô không tin vào hai tiếng vừa nghe được lẽ nào cái pho tượng gốm ghiếc kia lại nói được tiếng người mà lại là tiếng miệng xuôi tên mi vẫn im lặng đám thợ săn đứng quanh có vẻ sốt ruột những bàn chân nhấc lên hạ xuống thình thịch những mũi đá nhọn trong tay cựa quậy Ai đưa mi lên đây? Ai trói mi ở hang? Mi không biết nói, nói, à. Người rừng ít kiên nhẫn hơn người miền xuôi. Thế nên, chỉ sau vài câu hỏi không được trả lời, khuôn mặt tộc trưởng Pung đột ngột xám lại. Một luồng ám khí tỏa ra, hai con mắt lồi hẳn ra, găm một cái nhìn như hai mũi tên khoan thẳng vào mắt cô gái. Đây là phép thư khui tỷ Mà theo các nhà sinh học thời nay Gọi là phép thôi miên Cô gái bỗng thấy u tối Cả một không gian mờ ảo Chập chờn Đầu đột nhiên hâm hấp nóng Tim đập rộn ràng Cô bỗng sợ hãi như đang đi bập bền Trên gờ của miệng núi Trong cơn bàng hoàng ấy Cô đột nhiên nhớ lại Hầu như không sót một điểm nào Thậm chí nhớ cả những chuyện Mà trước đây cô không hề bận tâm đến đây là vì sao cha cô lại bán cô cho tên cướp để đổi lấy pho tượng? Và vì sao khi đã dắt cô ra khỏi nhà rồi, tên cướp lại quay lại và ngay trong đêm ấy, hắn lại ôm pho tượng trong tay? Cô mượn tượng thấy cha cô đã gặp tai họa, rồi chỉ trong ngày hôm đó, có một toán lính phi ngựa ập vào rừng cây nơi toán cướp đang ẩn náu. Thế là chạy Tên tướng cướp bỏ cả đồng bọn mà chạy Hắn khỏe như một con trâu mộng Một tay hắn ôm khư khư pho tượng đồng đen Được trùm bằng tấm nhiễu đỏ Một tay hắn túm chặt lấy tay cô Mà kéo đi xoành xoạch Cô không nhìn rõ pho tượng Chỉ thấy một khối đỏ lợm Phía dưới lòi ra một cái chân đen Cái vật trong gớm ghét như một thai nhi Bị dứt bỏ của người đàn bà chữ quan nào đó Thế mà Cha cô đã đổi cả tấm thân cô Đứa con gái 16 tuổi Đẹp nhất dùng đầm lát để lấy nó Không có một tên tay chân nào bám được tên cướp Trong túi áo nó chỉ có mấy mẫu bánh sắn khô Nó chạy suốt chiều, suốt đêm cả ngày hôm sau nữa Tiếng ngựa của quan quân dẫn hí gian phía dưới rừng lao lách Đến làng đá dôi thì tên tướng kiệt sức Hắn đã trói cô vào cửa hàng Rồi ôm cái bọc đỏ kia đi vào phía trong Chừng một giờ sau hắn quay ra nhìn cô nói Từ nay em sẽ là thần giữ của cho ta. Hãy chung thủy nếu như không muốn bị trừng phạt như cha em. Thế rồi, hắn thất thểu bước đi. Cô chẳng thể nào nhận ra bước đi của hắn vì sinh lực cô đã kiệt. Cô rủ xuống trong nỗi khiếp đảm kinh hoàng. Cô mặt xám xịt của tộc trưởng Pung bỗng giãn ra. Hai con người thu lại. Cô gái chợt choàng tỉnh như vừa đi qua một giấc chim bao. Tộc trưởng Pung từ từ đứng dậy nhìn ra cửa động, rồi bỗng rú lên một tiếng thét quái dị. <laughs> Cả đám thợ săn đột ngột quỳ xuống, mặt ngước lên vì tộc trưởng. Nhưng tộc trưởng Pung đã quay lại phía cô gái và nói bằng cái giọng lơ lớ miền xuôi. Thế là ta đã tìm thấy tổ tòng lại mẹ đất người vẫn muốn chúng con từ bỏ hàng động để về xuôi làm cái nhà theo dáng của mẹ cho nên mẹ đã giúp ta đọc được mọi ý nghĩ của con bé này nhưng người đã mất một chân cái dài nhà không thể trồng một cột con hiểu ý mẹ rồi nào các con, ta đi thôi. Tộc trưởng vùng chỉ tay xuống phía có làng đá vôi nơi vừa phát hiện ra cô gái bị trói. Thế là đám thợ săn rùng rùng chạy đi, hét giang những câu quái đảng. Họ dắt theo người con gái lúc ấy đang bàng hoàng, khiếp đảm, đi vào sâu trong làng đá linh linh. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt cả ngày. Bao nhiêu nhũ đá đẹp đều bị đập nát. Những hốc nước trong gieo bị đào bới, nước cuộn lên một màu đục như sữa. Cả cái hang động đẹp như cảnh tiên, phút chốc tan tành sơ xác nhưng vẫn không tìm thấy hình hài mẹ đất. Cô gái bị trói chặt vào cửa hang và toán người mặc quần áo vỏ cây ấy rùng rùng ra về cùng với những câu nguyền rủa quái dị. Ngày hôm sau, đám thợ săn lại đến. Cuộc đào bới đập phá lại tiếp tục. Ngày hôm đó, họ rút về sớm hơn hôm trước sau khi đã ném lại cho cô gái một miếng thịt nai được nướng xém. Những ngày sau, các cuộc tìm kiếm trễ nãi dần và những miếng thịt quẳng cho cô cũng bé dần. Cho đến một ngày nọ, thì không ai đến nữa. Cô gái ngất xỉu, người hâm hấp sốt. Sơn giác bu bám từ chân lên tận ngực cổ. May sao lúc đó, cứ như có phép thần tiên, một người đàn ông xuất hiện đấy là tên đồ đệ của tướng cướp tên anh ta là hi hi đã lần dò tìm theo vết chân của tên cướp không phải vì sự trung thành mà vì cái bọc nhiễu đỏ đầy hấp dẫn ấy hi cởi trói cho cô gái cho cô ăn bánh gạo cô gái tỉnh dần nhận ra người miền xuôi dù biết đó là kẻ cướp cô cũng thấy bồi hồi như từ địa ngục gặp người trần gian cô vừa khóc vừa kể hi chăm chú lắng nghe sau đó anh lặng lẽ vào hang một mình. Bằng con mắt của tên ăn trộm lành nghề, cộng với trí óc khôn ngoan miền xuôi, sau chừng một giờ tìm kiếm, Hy đã phát hiện ra chỗ dấu tượng được đào bằng mũi kiếm sắc khác hẳn với các dệt đào bằng thoải đá của người rừng. Đêm đó, họ trốn khỏi làng đá linh linh, Đào tắt rừng lau về tích dưới đồng bằng. Họ không dám về sống cũ bởi sợ người rừng đuổi theo, lại sợ tên tướng cướp mò về, rồi sợ cả toán quan quân đang săn đuổi. Họ đi chết về phía nam. Sau bảy ngày đói rã rời, họ gặp một dạt đất bên bầu nước đầy rêu đen. Hy dừng lại. Cô gái cũng mệt xỉu lăn xuống đất thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, thì pho tượng đã không còn trong tay Hy nữa. Mãi về sau này, cô vẫn âm thầm tự trách mình yếu đuối chưa được một lần nhìn thấy mặt pho tượng. Cái duy nhất mà cô nhìn thấy là một cục đỏ lờm và phía cuối loài ra một cái chân đen thui thủi. Một chiếc lều lợp bằng lá được dựng lên nằm cạnh bao nước đầy rêu đen. Đấy là ngôi nhà đầu tiên của cái làng Linh Linh sau này. Chương 2 đầy 50 năm Cuộc sống mới dễ thương làm sao Một túp lều lợp lá bên mép nước đầy rêu cỏ Đôi vợ chồng trẻ hí hú bên nhau Ngày xuống bào xúc tép Đêm đặt đó đơm tôm Sáng mai người vợ choàng một tấm khăn trùm kính nửa mặt Xách tôm tép ra mặt đường cái Chồng lặng lẽ đi ngược về phía rừng một đoạn chặt củi mang về Họ không dám đi đâu xa Vì sợ phải chạm trán với những kẻ đang săn bắt họ Chuyện cũ đã lùi xa Mười năm, rồi 20 năm. Họ không còn son trẻ nữa. Có lẽ những kẻ săn tìm họ hoặc đã chết hoặc cũng quên mất họ rồi. Ngay cả với Ly, cô gái trẻ ấy nay đã là một người đàn bà luống tuổi. Hầu như cũng quên mất cái nguyên cớ đẩy cô vào cuộc sống này. Ly an phận với cái gia đình nhỏ nhoi, với bảy đứa con gái đã sinh ra quay quần ríu rít bên mẹ. Và chỉ một căn nhà bên bào nước, sau mấy lần làm đi làm lại này đã mở rộng ra thành một gian hai trái và lợp bằng cỏ tranh. Xung quanh nhà, vườn tược đã um tùm. Sắn trồng hàng xào, mít chè có đến hàng trăm cây. Cuộc sống chẳng giàu sang nhưng cũng không đến nỗi cù bơ cù bất. Chẳng hơi đầu mà nhớ đến chuyện đời xưa. Nhưng Hy thì không thể quên được. Cái bọc đỏ ấy đã được ông chôn kỹ vào một gốc rừng. Bây giờ gốc rừng ấy đã lọt vào gần giữa khu vườn mênh mang của ông đây là một khối lượng của cải khổng lồ, không chỉ đủ sức cho ông thành một đại địa chủ, mà thậm chí có thể xây cất được cả một phố xá sầm uất. Nhưng Hy vẫn không sao đào cái bảo vật ấy lên được, bởi suốt mấy chục năm nay, lúc nào Hy cũng cảm thấy tai hòa cứ chập chờn quanh mình. Trong giấc ngủ, khuôn mặt dữ tợn của tên tướng cướp hiện lên cùng với mũi kiếm sắc lạnh, rồi đám người rừng, lông lá dữ tợn với những quần gió cây đen xì cũng rùng rùng hiện ra. Hi hát lên thất thanh, khiến con cái cả nhà cũng tròn dậy kêu khóc. Có lần đi chặt củi, một cành khô bất ngờ gãy xuống, một chú quản đâu đó nhảy chồm lên, lao bừa qua đầu Hi, khiến ông dứt hết rượu rửa mà chạy. Về đến nhà, Hi ốm liệt giường hàng tuần lễ. Trong những cơn sốt mê sản, Hi ú ớ nói những câu quái dị, rằng tôi cất là cất cho chủ tướng của tôi, chứ không phải tôi cố tâm cướp đoạt những đứa trẻ sợ xanh mang nhưng khôn ngoan của con người bao giờ cũng là mầm móng của tai họa người con gái lớn bắt đầu để ý tới những cơn mê sảng lặp đi lặp lại của bố cô ta linh cảm thấy có điều gì đó không được minh bạch trong ngôi nhà này thế là cô bắt đầu tra khảo mẹ mẹ cô đã sợ hãi nói dối con nhưng đâu có phải vài lần gặp nhau ở chợ búa mà dối nhau được cuối cùng câu chuyện về pho tượng đồng đen một chân đã lọt vào tai cô gái đầu Cô đầu biết thì cô hai cũng biết. Rồi cô ba, cô bốn, cho đến đứa bé út mới 6 tuổi cũng biết. Chúng nó đột ngột dây lấy bố mà hỏi. Chúng còn đòi bố đưa ra để chúng xem. Ông Hy tái xanh mặt mày, hét tướng lên bắt lũ trẻ im miệng. Chúng nó khóc. Ông giác rửa ra đòi chém. Bà Hy sợ hãi, vừa khóc vừa lại. Thế rồi, ông Hy đâm ra trở tính. Ngày không dám lên rừng, đêm không dám ngủ trong buồng Ông bắt vợ khiên giường của ông ra đặt ngay chính gian giữa. Ông nằm ở đó, mắt mở thao láo, mặt mày phờ phạt, tóc trên đầu rụng dần, nói năng ngớ ngẩn. Bà Ly run sợ thấp hương khấn giái, càng khấn, ông Hy càng ốm nặng. Cuộc sống trong gia đình bỗng chốc trở nên u ám, nặng nề. Một hôm, có một người thanh niên khoác chiếc bị quái lần dò đến khu nhà này đấy là người khách đầu tiên tìm đến kể từ ngày hi và ly lập làng ở đây ông hi ngồi chồm dậy giữa chiếu hai tay run rẩy biếu lấy thành giường mắt nhìn người khách đầy kinh hãi cô gái đầu đứng chôn chân ở hồ nhà nơi có lối xuống nhà bếp cô hai nép người sau lưng mẹ nín thở như sắp bị bắt đi lũ trẻ con thì vô tư hơn Chúng dây quanh cái bị quái của người khách tò mò nhìn ngó. Cả nhà không ai cất lời chào. Tất cả nín thở. Người khách mỉm cười chào họ. Anh có cái miệng rộng, hàm răng hơi dẫu nhưng dễ ưa. Tôi bán thuốc, thuốc bắc và thuốc nam. Nghe ngoài chợ họ nói bác trai nhà này bị ốm cho nên tôi mới vào. Bác có thể khỏi bệnh mà tôi cũng có tiền tôi. Bác có thể khỏi bệnh mà tôi cũng có tiền tiêu, được chứ. Người khách nói một cách tự tin rồi đưa tay cầm lấy cổ tay của ông Hy. Không cần biết chủ nhà có cho phép không, anh xem mạch một lúc rồi nói. Chà, mạch của bác cả ba bộ thốn, quang, xích đều yếu. Mạch hồng và sát, biểu nóng, lý lạnh, can mọc thì dượng, thận thủy vô lực, tâm quả mạch đuối như ngựa phi. Chứng này sẽ sinh ra tâm thần bất định, ăn ngủ chập chờn, đổ mồ hôi trộm, bề sản lung tung. Bà Ly nhìn người Thái Lan trẻ chầm chầm. Chà, thầy thế mới là thầy chứ. Đôi mắt bà dịu lại, thăm biết ơn người khách quý. Buông tay ông Hy, người khách đứng lên. Bệnh trạng thì tôi nói vậy, chẳng biết đúng sai thế nào, có bóc thuốc hay không là tùy hai bác. Bà Ly vội kêu lên. Có chứ, có chứ. Anh đã làm ơn xem mạch, thì cũng mong anh ra ơn bóc thuốc, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Người khách mở bị gói ra, hàng mấy chục gói thuốc khác nhau phả mùi thơm phức. Anh căng ra tờ giấy, bóc từ trong các gói kia ra những nhát thuốc vàng quánh, trắng héo hoặc đen thui thủi. Anh gói lại rồi dặn. Nước đầu sắc hai chén rưỡi lấy lại một chén. Nước hai, sắc hai chén lấy lại tám phần. Uống trước bữa ăn. Ngày mai tôi đến xem lại mạch rồi sẽ tính tiếp. Người thầy Lan trẻ đi ra, dáng điệu thanh thản. Cả nhà nhìn theo, thổi phào. Một ngày, một đêm trôi qua, Bệnh tình ông Hy thuyên giảm rõ rệt. Đêm ấy, ông ngủ ngon, tiếng ngáy đều đặn. Sáng mai, ông dậy sớm đòi ăn cháo. Người Thầy Lan đến muộn hơn lời hứa, khiến cả nhà cứ ngóng mãi. Anh ta cười từ ngõ, cười vào. Cái nghề này thật khó y hẹn hai bác ạ. À. Đêm qua phải đi xem mạch cả đêm. Một chị phụ nữ bất ngờ lên cơn điên, trông thật là tội. Vừa kể chuyện xong, anh ta vừa quà tay ra túm lấy tay ông Hy. Lần này, anh xem mạch nhanh hơn. Khá rồi, vài thang nữa là khỏi. Nói rồi, anh lại ngã chiếc bị ra bóc thuốc. Các cô gái lúc này không còn sợ sệt nữa, trừ cô gái đầu. Còn tất cả chúng nó đều ngồi xổm xuống nhòm vào chiếc bị. Người Thái Lan trẻ, vui tính, mở tung ra một gói táo, bóc mỗi người một quả. Đứa lớn thẹn thò không dám đưa tay ra, nhưng cô Út đã nhanh nhẩu. Vô lấy cho vào miệng, rồi thì tất cả cùng bóc táo ăn. Anh Thái Lan chia một quả cho cô gái đầu này thử cái xem chả chết người đâu mà sợ cô gái cười chín đỏ cả hai gò má anh thầy bước tới nhát táo vào tay cô rồi cười ha hả bước ra khỏi nhà năm ngày trôi qua thầy lan trẻ lui tới nhà ông hy năm lần bốc năm thang thuốc bệnh tình ông hy coi như đã lui hẳn thầy lan trẻ trở nên người bạn chí cốt của gia đình ngày cuối cùng cả nhà đã đồng loạt nai nỉ thầy ở lại ăn bữa cơm dưa muối với gia đình sau một hồi ngờ ngừ, nhăn nhó, cuối cùng thầy buộc phải nhận lời. Cho đến bữa cơm ấy, người trong nhà mới có dịp hiểu thêm về thầy. Thầy tên là Ngang, dân gốc trong Kinh Đô, nhưng lớn lên ở Phong Điền, trong nhà ông chú ruột, nổi tiếng chữa bệnh phong tình. Theo lời Ngang kể, anh không chỉ học được cách xem mạch, kê đơn, bốc thuốc, mà còn nhập tâm được bí quyết bỏ bùa. Muốn cho ai mê say mình, chỉ cần một lá bùa nhỏ dán vào dấu chân hay vết tay là có thể dắt mũi họ đi theo mình suốt đời. cả nhà cười hô hố, các cô gái thích thú ra mặt, à gái đầu biểu chiếc môi dài tỏ ra không tin, ả à, thứ hai thì gân cổ lên cãi và thậm chí còn thách đố. bà ly hơi trợn trợn trong bụng, ông hy thì quan mang. tất nhiên người khách biết ý, chẳng tán tụng thêm câu nào, hàm răng dẫu của anh nhai cơm một cách đầy hâm hở. thế rồi thầy lan ngang sách gói ra đi. Một ngày sau, thầy không quay lại. Cô gái đầu buồn xỉu mặt. Ngày thứ hai, vẫn vắng bóng thầy. Cô gái đầu lầm lì không nói. Ngày thứ ba, cô sưng ra cáo gắt, quát mắng lung tung. Ngày thứ tư, cô hát. Cái giọng rè rè, nửa trống nửa mái, cất lên nghe như tiếng bánh gỗ xe trâu. Đám em út ôm bụng cười. Bà Ly tái mặt, ông Hy lầu bầu chửi. Ngày thứ năm, cô cười nhạt. Thật là vô duyên và vô cớ cô cười như con đời ươi trong chuyện cổ tích cười chán chê suốt ngày chập tối ăn cơm xong thì cô đột ngột im lặng lại sắp chuyển qua thứ quái dị nào đó chăng cả nhà hồi hộp chờ nhưng khi bà mẹ chuẩn bị lên giường nằm ngủ thì lũ em út mới chờ phát hiện ra chỉ cả chúng nó đã biến khỏi nhà ông hi hoảng hốt đốt bó đuốc chạy búa ra bì rừng đạp tắt đường về phía chợ vẫn biệt tâm mất tích bà mẹ khóc tắm tức Lũ con nít vẫn rút rích cười. Ông Hy điên tiết chửi. Cười cười cái con mạ chúng mày. Ăn bùa cả lũ rồi. Cả nhà đều quả quyết như vậy. Nỗi căm tức dồn vào thầy Lan trẻ. Biết tìm hắn ở đâu. Một đêm trôi qua. Lại thêm một ngày nữa. Thầy ngang không quay lại. Mà cô gái đầu cũng chẳng quay về. Cả nhà buồn như có tan. Gần một tuần sau. Trong lúc ông Hy và bà Ly đã hoàn toàn thất vọng thì đột ngột ngang quay lại dẫn cái hàm răng dẫu ấy cười một cách vô tư từ ngoài ngõ ông hì giật cây rửa trên mái nhà lao bổ ra bà ly hốt quảng dằn tay ông lại ngàn hầu như không thèm để tâm đến sự căm giận ngút trời ấy anh bước vào nhà thản nhiên ngồi ghế giọng nói vẫn cởi mở cô la đang ở chỗ tôi trời đất ơi thế có mặt vàng mày dài không chứ ông hi rít hai hàm răng lại chồm người tới Mì, mì bỏ bùa con tao, đồ chó. Ngang cười hô hố. Thì cả nhà thách đố tôi kia mà, bây giờ đã chịu hẳn chưa? Âu Hy vẫn tím mặt, cây rửa run rung trong tay. Bà Ly méo máu túm lấy giặt áo ngang, mắt rơm rớm nước. Thôi thì lại thầy, lại thì thầy trăm lại. Thầy đã thương đến gia đình cháu, đã ra tay chữa chạy cho bố cháu. Công ơn ấy đến chết cũng không báo đáp hết được. Nhưng thầy đã thương Thì thương cho trót Thầy cho cháu nó về Cháu nó còn phải chăm sóc các em Tội nghiệp Các em cháu còn quá nhỏ dại Bà đột ngột quay lại lũ trẻ Vừa méo máu vừa quát Chúng mày quỳ xuống đi Quỳ xuống mà lại thầy đi các con Trăm lại Ngàn lại thầy tha cho chị về Mau lên đi các con Nước mắt bà trào xuống má Lũ trẻ cũng òa à lên khóc Cả căn nhà nháo nhác như đưa ma. Hình như thầy cũng xúc động, cho nên giọng thầy đột ngột trầm hẳn xuống đầy quan trọng. Nếu tôi không thương hai bác, không thương các em, thì tôi không quay trở lại. Anh khẽ thở dài, rồi quay nhìn lũ trẻ. Bác gái đưa các em xuống dưới bếp. Tôi có chuyện muốn thưa với bác trai. Bà Ly giang cả hai tay ra lùa đám trẻ như kiểu lùa dịch xuống nhà bếp. Còn lại hai người đàn ông ngồi đối diện nhau giữa căn nhà. Bà Ly đứng thập thò ở máng xối đầu hồi nhà, lắng tai nghe. Bác hãy cất cây rửa đi, ta cần cởi mở với nhau. Ông Hy lầu bầu. Kệ tao, mày muốn nói gì cứ nói. Cất rửa đi đã. Thầy Lan ra lệnh. Nếu không, tôi chỉ cần lệch bàn tay một cái, bác lại phát đi ngay tức khắc. Lúc ấy chẳng còn thứ thuốc thang nào chữa nổi đâu. Ông Hy hơi tái mặt, nhưng vẫn chần chừ. Bà Ly dội vàng chạy lên, giật cây rửa trong tay ông, rồi lại hớt hải chạy xuống bếp. Con gái bác đang ở chỗ tôi, thật là phiền, tôi chẳng muốn tí nào, thời buổi làm ăn khó lắm, chẳng đủ nuôi cơm. Mì mì, đồ mà, chính mì đã bỏ bùa con tao, lại còn. Làm gì có chuyện bùa mê, chẳng qua hôm nọ tôi nói đùa vậy để làm vui cho đủ trẻ thôi. Lão, nếu không thế gì răng con là lại trốn theo mi. Cô ta thích tính tôi, mấy lại cô ta không ra khỏi nhà này thì tính mạng bác sẽ bị đe dọa. Ông Hy chồng người dậy khỏi ghế. Cái gì? Ai đe dọa ta? Thần! Thần nào? Cả nhà bỗng nín lặng. Linh cảm mách bảo cho ông Hy. Bà Ly thấy tai hòa đang chập chờn trước ngõ. Thầy ngang khả hắn giọng nói nhẹ nhàng. Cái bệnh của bác tuy uống thuốc giàu có đỡ ra nhưng không thể khỏi hẳn được đâu. Bởi nhà bác có phạm một điều quá ghê gớm nhà bác có đến mười người đó là sự sai phạm không chi tha thứ được thánh nhân đã nói dân bất thập toàn bác cứ chịu khó đi các nhà thờ các đình chùa miếu vũ mà coi có ai thờ mười con rồng đâu chỉ có chín con thôi chín bỏ làm mười mà nhưng nhưng nhà tôi rằng lại mười người có bảy chị em nói với hai vợ chồng tôi có một người nữa bác đừng lấy giải thừa che mắt thánh Mặt ông hy tái nhợt, ở đầu trái bếp, hai đầu gối bà Ly run run Nói vậy chứ tùy bác. Bác nghe lời thánh thì sống, không nghe thì phải rước lấy tai họa Một là bác phải bán gã cô la đi. Hai là phải đẩy cái hình nhân đi ra khỏi nhà. Ba là bác phải chết. Tôi thương gia đình nên mới quay lại đây tiết lộ cơ trời. Còn bản thân tôi cũng chẳng sức đâu mà ôm rơm dặm bụng. Thầy ngang đứng dậy đôi mắt đùng đục nhìn thẳng vào ông Hy. Trong cái giây phút tâm thần bất định ấy, ông Hy nhìn thấy trước mặt mình. Không phải là thầy thuốc trẻ, có tài, vui tính, mà là một lão phù thủy tinh quái và bí hiểm. Cả người ông lạnh đi, đau óc mụ mẫm không còn nghĩ ra được một câu đối đáp nào. Ngang bước ra khỏi mái nhà, lững thững đi thẳng. Cả nhà nín lặng nhìn theo. Quý khán giả thân mến, quý vị vừa nghe tập 1 tượng Đồng Đen Một Chân. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.